Nếu mà em có chơi BD là em làm boss nha. Tại sao? Hả? Tại sao? Chị nghĩ em cứ nớt em làm boss là dễ thương. Làm boss là làm vợ người ta. Không mẹ làm top hả mẹ? Em chưa được huấn luyện qua nữa. Thì từ từ đi, em qua bên chị đi, em trách xét với chị. Lần hai lần thôi, chị cho em coi cái dùi cui chị. Người ta không dám mua bánh đâu, người ta không mua dám mua thuốc ốm luôn của nó luôn á. Xu vậy trời. Ừ. Đây cũng có cái viên chiền nữa kìa chồng. Nhiều lắm. Dạ. Bữa nào rảnh qua đây ngồi ăn luôn. Bây giờ em đi chích thuốc. Nói chung em bữa nay yếu lại rồi. Bị gì vậy em mua? Bị tê cái chân á. Nên giờ phải đi chích thuốc. Trời ơi là trời. Ngầu ghê, giờ đi chích hả? Dạ. Chích thuốc gì vậy? Chích thuốc giảm đau với giảm tê. Ăn rồi nằm không phải không má? Trời ơi, phải đi tập thể dục đi bé ơi bé. Dạ. Mày coi mày kìa. Đợi chị nghe coi con. Ờ vậy nó thích nó kêu vậy đó má ơi. Nó thích là nó kêu tôi bằng cậu Hùng. Mất dạy lắm. Ủa hôm qua đâu chị? Trời ơi là trời, Thanh Xà bữa nay bị bệnh rồi. Ai gấp cục tiên đơn của Thanh Xà bị bệnh rồi. Gầu ghê vậy đó. Mấy bữa nay không biết có cạo râu chưa nữa. Cái lâu lâu nó mọc ra cọng đen đen vậy nè. Hồi xưa bắn râu á, không có râu đi bắn. Không có râu, mà nó có măng măng, phải đi bắn. BD phải chăm chích được chút vậy. Không chăm chích á, không có ra hồn, nó thiệt. Mà gặp tôi bây giờ tôi bỏ phế ra. Thời tôi còn nhớ thời tôi làm gái á, tôi kỹ lưỡng lắm. Anh biết không? Hình như em nhớ là em nhìn mặt anh quen quen nè. Đó anh có đi với em một lần phải không? Mà em còn tính giá hữu nghị cho anh nữa. Hay là miễn phí ta? Lẹ đi con. Không có trộn, cái này là em đem về tự trộn á. Chị cho em cái bao nhỏ em đổ vô em trộn. Tại vì cái này làm bây giờ chị bán cho đem về tự trộn á em. Nghe. Lẹ đi con. Khổ lắm mọi người ơi. Ban đêm á, ban ngày thì bán lực. Ban đêm về cũng cực. Cực đếm tiền á. Không, ngón tay gì, điểm bằng máy mà còn mệt gì đó. Tốn điện, cho bé nó 7 phần đi. Nó đi về. Trời ơi trời, ra có 40 phần, gầu ghê. 40 phần. Biết không, biết bây giờ tụi nó livestream, tụi nó nói tôi cái động bánh tráng. Rồi đưa cho em nó 7 phần, một bên 4, một bên 3. Đưa đầy đủ có xoài không? Xoài ông ơi thiếu nè. Người đợi tí xíu nha mọi người nha. Ơi với lại mọi người nghe lời em khuyên nè, mình đi chung mình đợi tập thể á thì mọi người nhớ kỹ là mình đừng có địch nha mọi người. Địch cái là chết người ta đó nghe. Rồi thêm một phần nữa thì mọi người đi chịu khó đi, mọi người chịu khó lăn nách giùm em. Thấy không, tránh trường hình. Em xích lên em. Lỡ người ta không biết, ta thấy có chỗ trống ta leo lên là em bị mất quyền á. Lên đây nè gái. Mấy đứa có mua bánh tráng không? Không mua. Có mua bánh tráng không? Không. Đi mấy đứa. Bốn đứa. Đứa nào đợi bánh tráng? Một đứa đợi. Đi bốn đứa, một đứa đợi. Bây giờ tụi em ngồi mua đem về hay sao? Đem về hả? Rồi đợi chị nè. Hai cục vàng ơi, có mua bánh tráng không? Lên đây sắp nè, cái lỗ hổng trên đeo nó quá trời nè, khờ khạo quá vậy. Em gái mình nhảy lên mình đang rồi lại bị trai chiếm nữa rồi. Nói cho nó lẹ. Mọi người thấy quăng trống mọi người nhích lên cho nó lẹ mọi người. Để cho mọi người có bánh tráng là mình ăn liền, mình không phải chờ đợi lâu mỏi mòn, hiểu không? Ừ. Ừ, cảm ơn em. Ok em. Nhưng
Nhưng mà nhắn tin qua Facebook đi. Chị ơi, chung chị tắm nha. Nhắn tin qua Facebook nghe. Ok em. Em đi chung nguyên ba nhóm à. Đi mấy đứa? Bốn năm đứa luôn. Ba đứa đó với em. Bốn đứa mua hai phần. Cũng vui. Chị gửi cho em đây. Cảm ơn em. Rồi, cảm ơn em. Cảm ơn. Mẹ ơi, ba phần này với hai đập nghe bạn nhiêu? Ba. Chứ bốn là 140 đúng không? 130. Rồi. Đây. Rớt trứng kìa. Kìa. Anh Khánh Duyên lợi kìa. Khánh Duyên lợi. Đây. Cảm ơn em. Rồi ta. Hả? Trời ơi mới thiệt nha. Muốn ông này mà chết em. Em không có đi đám ma đâu. Cho hai cái bịch rồi. Ok ok mấy phần em? 5 phần. Ok, lấy cho em 5 phần cho chị xin tiền nha. Ok, chị gửi cho em lại 50. Cảm ơn em. Mọi người có thấy khoảng trống mọi người xích lên nha. Không sao. Để mình có cái đủ trống cái mình đợi nó không bị lâu. Hai người yêu hả? Xác định lại giới tính bồ em nha. Chưa biết được đâu. Không biết được. Tôi nói công chúa nghe. Nguy hiểm lắm nha. Khả năng tôi chiếm 85% rồi đó nha. Từ từ qua chị đi. Chị dạy cho cái cuộc đời BD. Vui lắm. Em biết cây xà beng không? Để chị nại em lên nha. Tới của chồng mẹ vậy. Thôi mà dạy môn sinh cho tôi. Tôi còn yếu sinh quá. Ba phần. Thôi nếu mà em có chơi BD là em làm boss nha. Tại sao? Hả? Tại sao? Chị nghĩ em cứ nớt em làm boss là dễ thương. Làm boss là làm vợ người ta. Không mẹ làm top hả mẹ? Em chưa được huấn luyện qua nữa. Thì từ từ đi, em qua bên chị đi, em trách xét với chị. Lần hai lần thôi, chị cho em coi cái dùi cua chị. Là tự động tự nhiên em sáng trí ra. Là em biết cách chơi BD liền. Được khai sáng đúng không? Được khai sáng đúng rồi. Một đời mới. Em là nếu mà tính ra em quen gái hả? Dạ đúng rồi. Bóng quen gái vậy là em giống anh Khánh rồi đó. Anh Khánh ha, anh Khánh có vợ có con đó. Anh Khánh cao á, anh Khánh cao YouTube á. Anh có vợ có con nữa. Nhưng mà anh thích con trai. Ừ, muốn xếp hàng. Xếp hàng. Bà ruột mày đó. Bà ruột mày đó. Mình ơi ngồi đợi các thi đi. Trời ơi là trời. Dạ. Khoan khoan bà bầu đợi để tí xíu nha. Bé ngồi dưới rồi, tại bé anh kia chỉ em. Mình cũng phải đợi à. Tại vì biết sao mình sẽ đợi, mình phải đợi để vô trong đó lấy cái phần khác. Để giao em. Ừ em ngồi dưới đi, ngồi dưới đi. Ok ok. Rồi bây giờ là tới ai? Ủa cái bịch bánh rồi, cái này qua nay chưa ăn luôn hết trời. Mới ổ thứ hai đó. Ừ, một ổ. Cha này là thích dân hài vậy mà chưa để về coi được rồi. Bạn nè, Phi thích dân hài vậy đó. Rồi. Thấy trên mạng ta nói ông này Phi thích dân. Đợi các Thi nha. Ok. Hai phần phải không? Các Thi thói là cho mình 40. À, 440 ha. Mọi người ơi, mình cứ ngồi sắp hàng lại giùm em nghe. Ngồi gọn gọn nha mọi người nha. Rồi cảm ơn em. Em hồi nãy nó giống anh Khánh á. Cuộc đời nó y chang anh Khánh vậy đó. Ý là em nói hồi nãy cái thằng bé hồi nãy nó giống anh. Nó là bóng mà nó quen gái. Tội nghiệp nó. Còn anh Khánh là bóng có con trai luôn. Có vợ có con luôn. Thì ba tôi giống thì vậy má. Má ơi tôi giờ vợ lúc em. Vợ nó nhìn lên, nó bán nó giống tôi luôn. Ai là vợ của anh Khánh cao?
Đây nè, đây nè. Ai là vợ của anh Khánh đây. Cao em khuyên nè. Anh Khánh Cao là bóng đó mọi người. Ôi, đây nè, cái con này nè, cái con này. Ôi ghê quá, trời ơi. Ghê quá. Anh Khánh ơi, cho em bán anh Khánh ơi. Sao bịch, chị thôi em đi. Hai chục. Ok, cảm ơn em. Ok em, chụp qua đây nè, hướng này nè. Rồi, cứ ngồi đi, ngồi đi, ngồi đi. Rồi. Biết nhưng mà đều thấy bà thi tính với đó rồi lỡ không thôi ai cũng biết hết anh đi biết nhưng mà biết cái mẹ nó có YouTube nào mới không tôi nói luôn nè. Ơ mọi người ơi, mọi người biết anh Khánh là gì không mọi người? Quỷ sứ buồn quá, coi lâu lâu coi mà cụ lẳng qua bữa coi kì 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 anh nói cái gì có duyên quá kìa. Anh Khánh nói với anh giả đi anh Khánh. Rồi cảm ơn. Rồi con ơi ra lấy cho bà bầu giùm mẹ nha. Rồi cảm ơn nghe. Ủa có phần hả? Vậy các thi đó là 70. Rồi cảm ơn nghe. Đợi lấy xoài. Ok ok. 4 phần 120 mà để lấy xoài phải không? Rồi ok. Rồi mọi người đợi em tí xíu nha. Em mà cầu, em mà cầu. Thì thấy uống nước nè. Nước gì vậy?